Xin chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Thô Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mang tính chất ngắn, video ngắn mang tính chất gọi là chia sẻ cũng như là hướng dẫn anh em một số những cái khái niệm cơ bản nhất cho những cái người vừa bắt đầu chơi phiên bản dòng Total War Rome 2, tạm dịch có nghĩa là chiến tranh tổng lực La Mã 2. Bởi vì rất nhiều anh em hỏi và cũng xem nhiều video của mình rồi, nhưng mà mình thấy vẫn rất nhiều những cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, nhưng mà thấy nhiều người hỏi. Nên mình sẽ làm một cái video nho nhỏ một chút xíu để mang tính chất chia sẻ những cái mà anh em hỏi nó ngắn gọn trong một vài vấn đề, kèm theo đó là những cái chiến dịch mình làm để anh có chung là để anh em có một cái hướng để phát triển. Thì ở đây thì mình sẽ trả lời bắt đầu từ những câu hỏi đầu tiên. Nhiều anh em hỏi là tại sao quân của chúng ta nó không được tối đa số quân. Đây mình sẽ vào đây để quân đội của bạn là 160 quân đấy. Đối với cái chiến dịch phần này, đơn vị quân bình thường đó là lính bộ binh ấy, là 160 quân, lính tầm xa thì thường là 120 đấy. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn đây graphics, các bạn vào cái phụ đồ họa nhé. Đây bạn vào chính này, vào một đây cái hình cái hai cái bánh răng này option, các vào một đồ họa này, các bạn sẽ vào cái custom này để đây bạn sẽ vào Advanced Option này. Bây giờ Advanced Option thì các bạn bắt đầu tìm chỉ cho mình này. Đấy, thực ra các bạn có thể tích hết những cái này lên cũng được, nhưng mình thấy nó cũng chẳng có gì đẹp lắm cả. Đồ họa mình, sức mình có thể làm được cái việc đó, nhưng mà mình chả cần. Mình thấy đồ họa để mức này cũng được. Đây các bạn có thể, những cái này thì bạn để nguyên này. Tùy vào cấu hình của máy của các bạn ở mức nào thì các bạn để ở mức đó. Nhưng còn riêng hai cái mục này để cho quân nó hiện lên quân khi bị chết này hay là những cái gì đấy thì các bạn nhìn này, unit đây là độ, đây là độ cái unit này detail này là cái độ chi tiết của cái người lính đấy, cái này là công trình xây dựng này đấy, những cái câu cái khác đây, grass bầu trời, tree là cây cối, sky bầu trời, nước này. Đồ họa ánh sáng các thứ kiểu này. Nhưng cái quan trọng nhất để hai cái mà nó thể hiện rõ nhất người lính đó là cái này là một, để nó sẽ hiện một. Và cái unit size này là cái số lượng quân các bạn có này. Cái này thì các bạn mắc cho mình. Còn những cái còn lại thì nếu như mà có điều kiện máy thì các bạn nâng tùy mức cấu hình của máy. Đấy. Nhưng cái này thì cứ mắc cho mình ở đây. Lúc này thì các bạn mới có được 160 quân. Đấy. Đấy nó là cái đơn giản nhất. Ngoài ra thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em về cái đầu tiên một trong những cái. Thực ra mình chơi rất nhiều chiến dịch rồi nhưng mà mình chẳng nhớ được bao nhiêu cái lưu được bao nhiêu nữa, rất là nhiều đấy, mình không biết chỉ bao nhiêu cái nữa. Nhưng mà mình sẽ vào một cái file nhớ nào đó của các bạn của mình để mình chỉ anh em. Đây cái file nó mang tính chất gần đầu như này này, thì để cho anh em biết quản lý một cái hệ thống chính trị nó như thế nào. Hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu nguyên về phần chính trị thôi. Chính trị thì để bắt đầu làm chính trị thì các bạn vào cái mục đây, vào cái chữ faction này hoặc là số 5. Đây là cái bảng thông số chính trị này, summary này là cái bảng tổng quát nó thể hiện các cái tình hình chính trị của các bạn này. Bởi vì cái bản này sau khi up lên cái bản DLC nó có đó là Empire Republic, sự hình thành của nền cộng hòa ấy. Thì nó xảy ra một cái, thì nó thay đổi khá nhiều về cái vấn đề chính trị trong cái bản này. Đây là cái bảng tổng hợp này, chúng ta sẽ theo văn hóa Latin này, số lượng thành chúng ta có là 6, số tiền chúng ta có là 9.000. Đây là cái bảng tổng hợp, thủ đô là Syria, đây province chúng ta kiểm soát ở hai vùng toàn bộ, đây là đất nước của chúng ta này, Rome chúng ta được cộng 20. Cái này nó chỉ theo con lượt thôi này. Các bạn nhìn số 2 sau có nghĩa là đây là cái bonus chúng ta được nhận, cái mức độ ảnh hưởng mà chúng ta nhận được ở 1-2 lượt gì đó. Đây 2-1-2 lượt gì đó thì như này, chúng ta chỉ được 1-2 lượt này có tác dụng thôi. Đây là gia tộc của chúng ta, đó là phe Pompey. Đế chế của chúng ta đang ở mức số 2. Các bạn nhìn nhé, đế chế càng tăng thì sau này các cái điểm này nó sẽ càng ngày càng trừ ác.
Thế là upkeep này, các bạn nhìn thấy không? Upkeep bị tăng này. Đế chế càng phát triển thì upkeep điểm mạnh, các hoạt động chính trị các thứ nó đều tăng dần lên. Đấy. Chúng ta đang ở thể chế chính trị là Empire. Sau này thì mình đã chuyển sang cái thể chế Cộng hòa đây. Mặc dù cái thể chế Cộng hòa này nó rất phức tạp bởi vì nó giảm trung thành của các phe xuống. Ban đầu thì người ta sẽ để ở mức Cộng hòa bởi vì ban đầu trung thành các phe cao. Sau này khi phát triển lên thì người ta sẽ chuyển sang Empire theo biết thuận theo lịch sử. Bởi vì sau này nó sẽ tăng nhiều vào cái đấy, Empire thì nó sẽ lợi hơn. Nên Cộng hòa này thì nó, chắc qua anh em thích try hard thì cứ chuyển sang Cộng hòa cũng được, nhưng mình đã từng chơi đấy. Có một cái chiến dịch phục hưng nền Cộng hòa đấy, mình đã chuyển sang nền Cộng hòa và rất vất vả cho cái vấn đề đó. Cái này đây, đây là những cái hỗ trợ này, cái này là public work, là chúng ta tăng phí, giảm phí tuyện xây dựng. Cái này là chúng ta dư thừa lương thực và chúng ta nhận được một grow cho tất cả các province và các vùng và tốc độ hồi quân. Cái này là cái hỗ trợ trung thành của các phe phái, tăng tốc độ nghiên cứu này. Đấy, điểm trung thành cao thì tăng tốc độ nghiên cứu này, tăng public order, tăng thuế và tăng morale cho lính binh sĩ. Đó là cái này này. Đấy, cái mức độ ảnh hưởng của chúng ta trong viện nguyên lão. Đấy, nhưng mà cái này cũng không nên quá cao như này đâu. Đây là ban đầu thì chúng ta ở mức cao này, sau này mà chúng ta chiếm cao này thì nguy cơ các phe khác nó sẽ làm loạn. Đấy, đây là cái bảng thứ hai là politics đây, chính trị đây. Đây là các phe phái, tối đa có 3 phe phái cộng với phe của chúng ta là 4. Đấy, thì nó có các thông số, các bạn có thể nhìn đây này, đây này, những cái điểm này là điểm trừ để các bạn căn cứ vào những cái này, là nó giỏi về ngoại giao này, thằng này thì nó mạnh vì những cái này, các bạn có thể xem này. Đấy, mỗi phe nó sẽ có một cái, các bạn kích vào cái hình đây, cái này là mức độ trung thành của phe phái này, hiện tại là 8%, đây là mức độ ảnh hưởng của nó này, 8%, 3%, đây là mức trung thành của nó này. À, hiện tại thì trung thành của nó được cộng bởi những cái gì và trừ bởi cái gì, các bạn nhìn vào đây để các bạn tính toán sao cho nó tăng giảm độ khó bị trừ mất 25%, đúng không, 25 điểm còn lại bị trừ vào cái gì, các bạn nhìn vào đây để biết mình điều chỉnh cho hợp lý đấy. Còn các bạn còn cụ thể những cái chữ đấy tiếng Anh là gì thì các bạn tốt nhất là các bạn lên học tiếng Anh đi để các bạn biết, chứ còn bây giờ mình ngồi một trong một cái video mà mình giải thích tất giả dịch từng chữ, những cái này Google nó có thể các bạn tra biết ngay. Đấy, chúng ta cũng có cơ hội học tiếng Anh. Vâng, đây cái bảng này nó thể hiện là gia tộc của chúng ta này, đây là gia tộc của chúng ta, các bạn nhìn này, đây là hoàng đế này, empress, hoàng hậu này, Sevilla, đây là con. Sau này thì chúng ta sẽ cho nó lấy vợ lấy chồng gì đó thì như này này, đây này, như đây là lấy chồng này, em gái của nhà vua lấy chồng này. Sẽ có con thêm, đây là các cái thành viên khác trong gia tộc. Đấy, và đây là các phe phái khác, các bạn có thể cho nó kết hôn. Đây, cái này là kết hôn này, các bạn có thể cho nó kết hôn, ấn vào đây để cho kết hôn. Kết hôn thì được cái gì, kết hôn các bạn có nhìn này, đấy, tìm vợ cho nó thì nó sẽ được 5 điểm ảnh hưởng trong viện nguyên lão này, tăng 2 class feature mỗi lượt. Khi bạn cho nó lấy vợ, các phe này lấy vợ ấy, thì ít nhiều nó cũng sẽ tăng cái trung thành lên. Cái này nữa này, các bạn bổ nhiệm cho nó nữa thì nó sẽ tăng một, nó tăng trung thành nhưng đồng thời nó tăng cả ảnh hưởng của nó trong viện nguyên lão, nên các bạn phải cân bằng xem là các bạn có muốn tăng không nhé. Đấy, cà phê này cũng thế. Đấy, cái này này, cái này là bổ nhiệm này, cái này thì là kêu gọi lòng trung thành của nó, nhưng mà mình cũng ít dùng bởi vì cái này Gravitas phải đòi hỏi 30 điểm mới được, rất là phí. Đấy, đây, cái này cũng vậy. Nói chung thì mình ít khi dùng mấy cái dưới này lắm. Ám sát thì mình không dùng, nói xấu không bao giờ dùng, kêu gọi sự ủng hộ thì năm ăn năm thua. Hôn nhân chính trị cũng được. Đây là đuổi nó đi, đây là ăn trộm tiền này. Cái này chúng ta sẽ được tiền nhưng mà chúng ta sẽ bị giảm cái trung thành của các phe đi. Cái này là không giải quyết gì, là vì mình không thiếu cái cách kiếm tiền phải dùng cách này, được 2.000 nhưng mà chúng ta mất nhiều lắm. Đây là tặng quà này, tặng quà thì đơn giản thôi, nó chẳng mất cái gì cả, chỉ tăng điểm trung thành lên. Đấy, nhưng mà mình hay dùng ba cái này nhất này, cái này là một này, các bạn cũng nên dùng những cái này. Cái này là ly dị, cái này tăng 10% ảnh hưởng cho tất cả các party.
không nên dùng những cái này đâu, những cái này nguy hiểm lắm. Đây là mua chuộc này, mình ít dùng. Cái này là bổ nhiệm này, cái này là cái để cho các bạn đi gửi nó đi đi phát trận này, cái này đi trị an này đấy. Và cái này là để làm ngoại giao với các phe phái khác. Cái làm ngoại các cái phát trận này, lương thực thì nó sẽ tăng lương thực cho các bạn đấy, ở cho cái vùng đấy lên. Còn đi làm ngoại giao ấy, à trị an này thì nó tăng public order của cái vùng mà bạn cho nó cử đến. Còn làm ngoại giao này thì nó sẽ tăng điểm ngoại giao với cái phe phái đó, đồng thời nó cũng tăng cả trung thành. Cả ba cái này đều tăng trung thành cho phe chúng ta sau vài lượt đây. Cái này trong 4 lượt, cái này thì 5 lượt. Đấy. Đấy, cái này mình hay dùng ba cái này và cái kết hôn này để nó có kết hôn thì các bạn sẽ có thêm các cô gái ở đây này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Thêm người vợ này. Vợ như này thì chẳng may sau này những ông chồng này chết thì các bạn lại có thể cho nó lấy tiếp ông chồng khác, hoặc là chẳng may bà vợ chết thì các bạn lại cho, chứ các bạn không cho nó kết hôn thì dần dần các cái gia tộc này sẽ bị biến mất khi mà tướng lĩnh nó già đi. Đấy. Ở cái bản tổng hợp thì nó chỉ như vậy thôi. Đấy. Để ngoài, để đi làm chính trị thì các bạn đây, ví dụ như này, các bạn muốn cho nó đi làm chính trị, các bạn đối với những tướng đã cầm quân thì không thể cho đi làm chính trị được. Các bạn nhìn nhá, đây này, general hoặc là admiral, đây này có nghĩa là đô đốc hoặc là general tướng quân rồi. Muốn làm đây cho nó đi gửi nó đi phát trận này, gửi nó đi làm trị an này. Đây, các bạn sẽ phát trận lương thực cho các cái vùng này. Đấy, những cái vùng nào âm lương thực thì bạn kích vào đây như này xong gửi nó đi như này là được. Hoặc là các bạn muốn đây, các bạn nói đi, muốn nó đi trị an ở cái vùng nào cái public order thấp thì các bạn kích vào đây như này, gửi nó đi. Đấy. Hoặc là làm ngoại giao cũng vậy, kích vào một cái faction nào đó rồi gửi nó đi để nó làm ngoại giao. Ngoại giao thì nguy hiểm lắm. Đối với phát triển và làm trị an ấy thì các bạn chắc chắn thành công, còn đi ngoại giao này có thể năm ăn năm thua, có thể là bị ám sát đấy, bị nó khử luôn, giết luôn. Chúng ta là sứ giả mà đi làm ngoại giao, nhưng mà có khi thành công thì các bạn cũng được cái phe khác, phe đối phương, phe mà chúng ta đi gửi đi ngoại giao đó tặng cho chúng ta các vùng đất. Nhưng mà cái đấy thì cũng tùy thôi, các bạn muốn dùng cái này bảng tổng hợp này đấy, để ngoại giao đấy. Cái đấy là bảng chính trị nhá, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn như thế thôi, qua qua một chút về cái vấn đề chính trị trong cái bản này đấy. Chứ còn để lâu dài thì rất nhiều cái giải thích với các bạn nó phức tạp lắm. Nhưng mà nếu các bạn hỏi thêm gì mình sẽ giải thích thêm. Để tốt nhất thì các bạn lên cân bằng quyền lực đây này. Cái này là cái mức độ nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự. Hiện tại nó là 0%. Cái hình trái tim tan vỡ này mà nó mức cao là nguy cơ sẽ xảy ra đảo chính quân sự. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Còn thể chế của chúng ta là Empire này. Quyền lực tuyệt đối cho hoàng đế. Rồi, gia tộc chúng ta đang kiểm soát đây, Pompey đang kiểm soát. Đó. Đây là cái mức hỗ trợ của mức độ ảnh hưởng của chúng ta đối với Viện Nguyên Lão. Khi mà ảnh hưởng của chúng ta ở cái mức trên 80% thì nó sẽ mức này. Dưới cái mức đấy thì nó sẽ giảm dần. 50% nó sẽ chỉ còn được hỗ trợ cái này hình như là được có 10% thôi. 70 thì phải, 70% thì nó sẽ chỉ còn được như thế, còn 50% chỉ được 2% thôi. Dưới 50% thì có thể bị âm đấy, 1% hình như 30-40% là bắt đầu bị âm rồi, âm như cái này, giảm trung thành, giảm thuế, giảm public order và giảm mức độ nghiên cứu đấy. Thế là tùy các bạn sẽ sử dụng. À đây còn một cái nữa các bạn có thể nên dùng, đó là cái này là kêu gọi lòng trung thành của các phe, của phe phái này, nó sẽ tăng 10 trung thành trong vòng 5 lượt đấy, cao 10 trung thành trong 5 lượt đấy. Cái này cũng vậy. Thì khi nào mà bạn thấy cái chỉ số điểm trung thành này nó ở mức cực thấp thì các bạn hãy chọn vào cái này. Đây là giải pháp nhanh, bạn sẽ mất một ít tiền nhưng mà giải pháp rất nhanh. Đấy là giải pháp tình thế thôi, còn về căn bản các bạn cứ cân bằng quyền lực giúp mình. Đấy là các bạn bổ nhiệm này. Đấy, như lúc nãy mình nói đó. Đây này, cho nó làm nhiệm vụ này, lấy vợ này, bổ nhiệm cho nó lên này, cho nó đi ngoại giao để phát triển hiệp và trị an này. Đấy. Đây, chúng ta có thể lựa chọn vào tán dương này. Đấy. Hoặc là tặng quà. Đấy, đều được. Tăng trung thành lên hết. Những cái này thì free, không bị mất gì thì phải. Không trừ nhiều đâu.
tốt nhất thì cũng không nên dùng nhiều những cái đó. Bởi vì chúng ta dùng những cái này chúng ta sẽ có tác động hai chiều, được nhiều cái hơn. Cái này nó chỉ đơn giản tăng trung thành thôi. Đấy, tạm tạm thì giới thiệu với anh em thế về chính trị. Mình sẽ giới thiệu với anh em các cái khác, các cái vấn đề khác trong bản Chrome 2 sau. Nếu anh em xin chào và hẹn lại anh em trong các cái video lần sau. Các cái video của mình làm từ trước nay thì toàn là free cả, anh em xem miễn phí, mà mình cũng không yêu cầu đặt cao cái vấn đề kinh tế. Nhưng mà nếu anh em nào có điều kiện thì có thể ủng hộ mình dưới các cái video, cái đường link, cái số tài khoản dưới các cái video mình để mình có thêm kinh phí để làm các cái video khác ủng hộ anh em. Xin chào và hẹn lại anh em trong các cái video lần sau.